Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau những ngày chịu sự chi phối của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và đi vào các vùng biển thuộc các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận, kết hợp với không khí lạnh tăng cường ở tầng thấp, nên vùng biển dọc theo dải đất miền Trung đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Ngày hôm nay thì hoàn lưu áp thấp đã không còn, nhưng nhiễu động trong đới gió đông vẫn duy trì, nên tại vùng biển Quảng Ngãi, Bình Định đến Phú Yên vẫn còn khá nhiều mây và có mưa, có nơi có mưa vừa, mưa to. Tại khu vực Bắc Biển Đông cũng có thời tiết xấu với trường gió đông bắc đạt mức cấp 6. Tại đây trời khá nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác và biển động. Trong đêm nay và ngày mai thì áp cao lục địa đang suy yếu là nhân tố chính chi phối thời tiết các vùng biển. Nhiễu động trong đới gió đông sẽ duy trì trong đêm ngày hôm nay và sang ngày mai. Hội tụ gió không còn nên mưa sẽ giảm ở khu vực biển gần bờ. Tuy nhiên thì nhiễu động gió đông làm cho mưa có xu hướng dịch dần về phía nam của khu vực vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Còn trên khu vực Vịnh Thái Lan thì mưa vẫn còn duy trì, còn các vùng biển còn lại thì thời tiết ít biến đổi. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Thịnh hành đới gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, có lúc giật cấp 6. Mưa cũng chỉ xảy ra ở diện vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km. Sóng biển tại đây cao từ 1 đến 2 m. Các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường. Chỉ lưu ý với những tàu thuyền có trọng tải nhỏ khi ra khơi thì có thể bị trao nghiêng nên bà con cần đề phòng. Có lưu ý nhỏ là vào đêm và sáng sớm thì sương mù nhiều nên tầm nhìn xa dễ giảm hẳn. Tuy nhiên thì ban trưa sương sẽ tan nhanh và tầm nhìn thông thoáng trở lại. Tại vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ thì cũng nằm trong trường gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, đôi khi có gió mạnh cấp 6. Thời tiết ở khu vực phía Nam Vịnh khá giống với cả phần khu vực phía Bắc. Mưa chỉ xảy ra rải rác vài nơi, bà con có thể tiếp tục các hoạt động đánh bắt và khai thác hải sản của mình. Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Những ngày vừa qua thì vùng biển này là tâm mưa, có nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Ngày hôm nay thì trên vùng biển này trời chỉ còn nhiều mây trong đêm nay, vì thế mưa vẫn có thể xảy ra nhưng mà lượng không lớn như những ngày trước. Sang ngày mai khi mà vùng hội tụ gió yếu đi thì mưa sẽ giảm nhanh và chủ yếu là ở phía nam của khu vực. Thời tiết sẽ tốt hơn với gió đông bắc cũng chỉ ở khoảng cấp 5, một vài nơi có gió mạnh cấp 6, biển hơi động gây khó khăn khi giao thông trên biển nên bà con cần cân nhắc trong việc ra khơi để đảm bảo an toàn. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý, do nằm ở rìa phía nam của áp cao cận nhiệt đới tầng cao đưa nhiễu động từ phía đông vào nên tại đây vẫn còn có mưa với gió thịnh hành hướng đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Ở phía bắc của khu vực có thể sẽ có gió mạnh cấp 6, mưa duy trì và mở rộng xuống phía nam, khu vực biển ngoài khơi của Khánh Hòa, Ninh Thuận. Còn tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, gió đông bắc đến đông đông bắc với cường độ mạnh cấp 4, cấp 5. Từ chiều tối mai thì gió cũng mạnh dần lên, biển hơi động. Mưa rào và dông cũng xuất hiện trên vùng biển này, làm giảm tầm nhìn xa. Bà con ngư dân hoạt động trên vùng biển này cần hết sức chú ý đề phòng trường hợp xuất hiện tố lốc và gió rất mạnh. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, gió đông đến đông bắc tại đây mạnh cấp 3, cấp 4. Thời tiết vẫn còn có nhiều mây, mưa rào và dông sẽ được mở rộng về diện vào sáng sớm ngày mai, làm cho tầm nhìn xa tại đây giảm xuống từ 4 đến 10 km. Do đó tàu thuyền cần lưu ý khi hoạt động trên vùng biển này. Còn vùng biển Vịnh Thái Lan thì thịnh hành gió hướng đông đến đông nam với cường độ mạnh cấp 3, cấp 4. Mưa vẫn còn xảy ra trong đêm nay và ngày mai, tuy nhiên cường độ mưa cũng sẽ giảm dần. Sóng biển tại đây cao từ 0,5 cho đến 1,5 m. Mưa rào và dông có thể kèm theo tố lốc, gió giật mạnh nên bà con khi lưu thông trên vùng biển này thì cần chú ý đề phòng. Tại khu vực phía bắc của Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa nên gió đông bắc tại đây thổi khá mạnh, tuy nhiên cường độ lại không lớn như những ngày trước, chỉ trong khoảng cấp 5, cấp 6. Sang ngày mai thì vùng có gió mạnh cấp 6 cũng sẽ thu hẹp hơn, trời vẫn còn khá nhiều mây nhưng mà sẽ giảm dần. Mưa rào và dông xảy ra ở diện rải rác, biển hơi động và làm tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, tại đây chủ yếu là có gió đông bắc ở khoảng cấp 4. Phía bắc khu vực sát với vĩ tuyến 15 độ Bắc thì có gió mạnh hơn, có thể khoảng cấp 5, cấp 6. Trời nhiều mây thay đổi, chỉ có vài nơi là có mưa rào và dông, biển bình thường nên các hoạt động hàng hải có thể diễn ra thuận lợi. Tại khu vực phía nam của Biển Đông bao gồm khu vực phía nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây. Tại đây thời tiết khá tốt, trong đêm nay và ngày mai có gió đông bắc đến đông đông bắc mạnh cấp 4, có nơi có gió mạnh cấp 5, có mưa một vài nơi với sóng biển cao từ 0,5 cho đến 1,5 m, tầm nhìn xa trên 10 km. Bà con có thể khai thác hải sản và đi lại trên biển như bình thường. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.